ơi, chào chủ nhật cả nhà. Là anh Trâm đi qua nướng sườn cho cả nhà ăn đây. Hấp dẫn chưa? À, đậu bếp chín quay đậu bếp chín nè. Không mất mà cứ đi mà. Chị sâu, chị sâu, dạ. Mệt chưa gai nè em? Mệt rồi. Mở hành. Vui nhưng mà quậy. Vui nhưng mà quậy. Rồi đem ra trước, đem ăn trước để. Má qua ăn trước đi, ăn trước rồi ăn. Rồi rồi rồi, bây giờ. Đây, dĩa này của bà Thơ nè. Rồi nha. Chính chính của bà nè. Dạ. Cái bàn lúc nào cũng phải cuộn vậy, sợ xe rồn nó leo lên. Nguyên cái keo dưa chua. Wow, hấp dẫn quá, hấp dẫn quá. Máy ra đây ngồi đó. Ngoài lại ngồi kìa. Ngồi lần đó chịu lại. Bà ngồi ở đó luôn đi bà. Có dưa hả bà? Bà không có dưa hả? Lên, ra đây ngồi. Tắm rồi, nãy tôi ghé tôi mua tắm rồi. Giờ tôi mua tắm rồi, nãy tôi ghé tôi mua tắm rồi, nó không tắm. Tắm.
nó bị dị ứng hoài, nhảy mũi hoài luôn. Bữa nào nó ở nhà là nó bệnh đó, dị ứng chồng. Rồi ăn đi. Rồi mời cái nha. Coi chừng cái hơi mà cái tay mình gắn trên bắt nha. Không có biết mình. Mà để ở Việt Nam ngày xưa nghe không, mà mình hát hơi chừng mấy cái đó là bệnh đó, mà sau đấy tôi phải làm hơi 5-7 cái bể luôn đó, còn là phải mấy chục. Thì biết nhiều rồi, nhưng mà em không phải là bị ngày nào cũng bị, mấy ngày còn nữa còn bị một 10 ngày cũng bị. À. Bộ má ăn rồi chưa mà lục cái đó này. Má ăn thì thêm á, má ăn xíu má để gì đó, rồi ngày ăn ăn mấy cử vậy đó. Ăn vậy không mập. Má ăn không lắm lại, má không tính. Ngon không? Hả? Dạ ngon. Ngủ giấc là tỉnh ha. Ở đây nó có lắm cái bệnh nè. Chào yêu mama. Ừ. Ngon không? Ngon. Ngon. Nãy giờ tính bay đến 5 nhà ăn rồi. Cắt cái ba một phần nữa đi. Thôi. Nhiều ăn hết rồi. Mềm á, thật mềm xèo. Còn mấy miếng nhỏ mềm hơn. Để miếng về là miếng. Nướng ăn bà đậm thì nướng ăn cũng ngon ha. Ừ. Mình tới ăn miếng mình nướng đi. Uống mình nướng gì thôi à. Mình nói em làm cho. Thịt lụi lụi dữ không? Nó sâu nữa. Mình tới lại lên trên không? Đi làm luôn á. Chủ nhật á. Chủ nhật mà. Nhật làm gì vậy? Đi làm. Đầu quẩn anh đi theo tao sát da anh. Ngon không? Dạ ngon. Cậu muốn làm mềm là cậu mua lựa mấy cái thịt mà nó lộn lộn mỡ của mày nè. Nè ở chợ Mỹ hay chợ Việt Nam? Qua mặt. Còn lấy nguyên có cục cốc lết về. Không biết ngay, nó cũng biết ngay rồi. Nó đập mà quên. Cậu đập gì đâu. Xung duyên dụng quá em nè. Đâu cần đập đâu. Bóp lửa bóp bóp miếng thịt cho mềm rồi để khô ướp đổ vô miếng dầu ăn. Thì nửa chén nữa. Muốn ăn muốn ăn canh dầu mè với nửa chén dầu ăn đây. Nướng là phụ ăn cũng nhắc. Tại cậu nướng thì đây miếng giấy bạc thôi lót dưới. Nướng ăn nó alo không em đợi. Khỏe rồi. Tao suy nghĩ ốc gì nhân mệt. Cây em cây. Ở là nhà chăn có thì có rõ ăn hoài và tím con ăn quanh nằm đổ đầy mất rồi ăn. Ăn gọi nha. Đi vô chợ quậy người ta dữ lắm. Rồi vô ăn một dĩa không? Đã phải thêm sườn, thêm hai cây đang nướng. Ngon quá, phải ngon rồi. Rồi cái này mà mùa hè á, ướp im đốt lửa than ở ngoài nóng nóng á, mới ngon. Mà sao nhớ làm bị giả nha. Tôi bỏ tay rồi. Ăn ba cái đúng điệu thôi chồng. Sườn, cơm sườn, bì chả, phải không? Thôi đợi mai lấy đợi hỏi đi. Tao đợi hỏi đi. Trời ơi, mỗi lần tao đợi hỏi đi. Nhanh. Bì sắc da heo là biết. Mỗi lần nó bị sắc sẵn mà. Bị sắc sẵn giờ vậy. Đúng rồi. Bì làm gì, mua thịt này thì mình luộc cho mình sắc mỏng rồi mình trộn bì vô cũng ngon vậy. Đúng rồi. Ừ. Ở ngoài chợ nó bán thính sẵn rồi thịt mình nêm nếm. Đi làm thứ như ba làm nêm. Ừ. Nó cũng ngon vậy. Nó cũng ngon. Ừ, cái đó không giống mì mì vô mà làm đó. Ba nhiêu vô nữa không? Nó để dành. Còn nó gọi là cơm với nước mắm. Thôi cục sườn đâu không ăn đi Phong.
tao để dành hồi tao ăn sao. Anh tới chừng mà ăn tới cục sườn đó là tao đi rồi. Không phải, tới chừng tao đi rồi đó ăn kịp quan dụng luôn. Còn tại ăn còn ngon chứ, mà tại nhiều người á, giống như ăn cơm thành phải ăn thịt sao. Bây giờ anh người á, baby đó hồi nhỏ là vậy không đó. Vô quán là khi một dĩa cơm, ví dụ như 5 ngàn là 4 ngàn thôi, một dĩa cơm thêm. Ăn gì nó mới no, còn nếu mà kêu dĩa cơm 5 ngàn là nó không chịu, nó khóc. Ờ, tao dẫn nó đi ăn sáng, tao biết. Là bắt đầu nó vô hen là 4 ngàn, 5 ngàn rồi cho chén cơm thêm là 1 ngàn. Bắt đầu bà ăn hết trơn, rồi bắt đầu còn miếng thịt, bắt đầu bà bỏ cái đó vô bà ăn. Vậy đó nó mới đủ đô nó mà không thôi mà mẹ bữa đầu mình cho ăn rồi nó còn nó khóc đó. Nó bụng đi học cái bụng hả? Ăn sáng mà đi học nó ăn được lắm. Đồ quán kén ăn chứ nhỏ nó ăn được lắm. Nó ăn mì Quỳnh Thánh cũng vậy nữa là tô người lớn mới được. Con nít 3, 4 tuổi, 5 tuổi nhưng mà ăn tô người lớn mới no. Ăn tô con nít nó không có chịu mà chưa tô con nít ra là nó khóc đó. Nhộn nó dẫu người ta. Cái miếng sườn này là nó dày như vậy là bằng cái miếng sườn của con tấm bà Tư ở Hoàng Thành luôn á. Ừ. Anh với Bụng Hiệp bữa hổm đi, đợt nào đi á, đã cái gì, bán cơm tấm 2 tỷ gì đúng không? Đúng rồi. À, ở Cần Đông Lớn hả? Anh đã biết không? Ở đây đường vô bê tư cũ á lắm. Ờ, nghe chỗ Nhậm Phi. Ngon lắm á. Nhậm Phi. Đắt thấy sợ luôn á. Với gì cơm gì bà gì trong hẻm bà Hừng hả? Bà Lần á. Bà Lần á. Ờ, ngon. Bà Lần bán vòng chợ mà, lạ ai biết đâu vô. Bán trong hẻm á, mày chui vô tao dẫn mày né mà mày cũng mệt. Với cái đằng này chị cũng mới đi đúng không? Ừ, ngày nào cũng chở tao đi. Đó, vô hẻm. Không? Người nào biết gọi điện thoại rồi bà bưng chứ ai đâu biết trong mà bán đắt. Bán mấy thao thật bự chà bá luôn heo. Dữ vậy? Ồ, ồ. Mà trong hẻm mà chui vô dẫn trong hẻm luôn á, chứ không có được mà. Gia đình mà chỗ nào bán ngon thì chỗ nào tao lấy lại biết được sao mà. Bưng hết chợ mà. Bà bưng á. Toàn bộ dân ban hàng chợ ăn hết mà. Bưng vòng vòng chứ. Không phải là gần chợ hả? Trong chợ mà. Ở chợ mình nhưng mà nó trong hẻm. Hẻm nào? Tính hẻm Khiền đó. Hẻm mà hẻm Khiền hả? Hẻm Khiền đó. Cái hẻm Khiền nó chạy cuối nhà. Đó nhà bác sĩ Hiệp không? Ờ, nhà cái hẻm đó. Cái hẻm đó mà còn quẹo trong cái hẻm nhỏ nó chứ không phải là cái đường đó nghe. Ừ. Sao lại hẻm đi không? Ừ. Ở trời. Ngon, họ bán ngon. Tôi hỏi nghe là người ta chỉ lấy chỗ luôn. Thì chạy vô đường nhà bác sĩ Quân, vô nhà bác sĩ Hiệp đó, quẹo phải. Hẹn nhà xíu gì. Nào. Thịt nướng lúc nào cũng vậy chứ cái cục thịt nào mà nó dính miếng mỡ là ngon à. Đây này cắt ra mà để riêng cho bà cho nó đụng đụng. Trời, số hưởng cái gì? Xả người xả nó mày cũng quất khóc. Xả lên. Định đói được qua giờ. Nghe nói thịt nướng gần gần mọi người đó. Nhậu đói dám ăn đâu không? Nhịn đói luôn. Qua là qua không? Ngon ăn. Sáng lã người. Sáng đi phải chứng luôn trời. Dạ. Tối mà anh thấy 2 giờ mấy là anh Hải với anh Long còn ngồi đây nói chuyện. Mày giờ cũng 1 giờ rồi. Quảng Long về, Quảng Long sáng mấy giờ về? 9 giờ rồi. Nó uống cà phê nó về đã định ngồi nữa để gì bán nó hai đứa nào đợi tới luôn anh Long ngồi hay anh Long ngồi để ngồi ra ngày hai mà coi đầu em ngồi giống không anh Đình anh Đức là chị không nổi về trước tôi thế nha thế ngồi nhậu cái đầu cống cái bàn cống cái bàn ngồi thôi tại khi thấy sao thấy lắc đầu anh có gì hết lắc hồi kiên vô lắc là dài dấu nè anh nói đúng không con lần con bữa đó cuối cùng luôn còn tôi cậu luôn gà dai chạy luôn á thì đó bữa gà dai chịu hết nổi gà dai chạy luôn giờ yếu rồi nhậu không còn ngủ như đó là giống như hai tan quần mới tan phải không mà nghĩ là ngồi đó không đúng rồi mà cá biệt còn ăn con ngon ngon rồi ăn như lòng như lòng sôi nè rồi chưa có bán gì đâu 8 giờ sáng là từ mấy giờ nhậu từ mấy giờ uống 8 giờ sáng 7 đến giờ tối á uống rồi tới hôm 3 thức dậy rồi là chứ ủa tao này tụi mày thức sớm vậy nó chưa từ tới giờ chưa ngủ đâu bữa nó nhậu mới có 4-3 giờ mấy 4 giờ nhậu rồi cái đầu 7 giờ mới nhậu sớm nữa đúng không mùa đông dạ. Ở đâu nhậu ở đâu không hả ngày mô đền đó mùi á là Dũng Chí nằm lai lại cái đất á em như Lâm như Lâu ngồi không không có gì nhậu mà bằng cái bữa đám cưới á
Lưới về là bữa như là về là nhậu không? Long phải không? Long về trước. Ơ Long về trước với anh mà. 3 giờ sáng. Nhậu cái bữa đó ha, là nhậu về như chiều về là bắt đầu nhậu. Nhậu rồi tới hình như là khoảng 11 giờ nghỉ xong rồi tới lúc anh Hải về. Nhậu tiếp. Nhậu với nó chiều hôm sau, là tới là anh Quy về là tiếp tục nhậu tới tối luôn trời. Hải về. Nhậu Quy một ngày. 3 giờ sáng về. Cái Hải vác đồ vô tôi hỏi ăn gì chưa, đây đau bụng quá có gì dọn ra ngoài thì vô má cái gô má khô tội con bự nữa dọn ra cho hỏi bia có bia không có là em với anh Hải anh Long với ba nè ngồi tới 6 giờ nó đông lên. Ủa cái đó ai chụp, cái đó lấy phone của ba chụp do năm lên lâm lên rồi tới lưng lên nhưng mà sáng sáng nằm nó lên không rồi xong tới khoảng 11 giờ đó là mới vô trong phòng ngủ một chút xong mới chạy xuống nhà nhân đen cái tên mấy năm cái tên không biết riêng luôn cái giờ đó cũng nhiều lắm à rồi lớp một năm đó cái gì vậy cái gì vậy cái gì vậy sao muốn gì đi nữa bỏ lại muốn gì tay muốn cái gì muốn cái gì đây đẹp buông chung với sưng với tiếng. Rồi bây giờ ăn cơm xong rồi. Ngồi 5 phút là xem lễ chủ nhật. Đây, nằm ở trong đây. No rồi. Rồi. Những gương mặt quen thuộc. Sao từng từng sau là muốn thịt nướng không? Từng sau này chứ đầu bếp quá. Từng sau thợ này nó. Bữa nay là anh này đầu bếp. Từng sau tới anh này anh nằm. Chị nhỏ. Thôi clip đã hết rồi, chào cả nhà nhé, hẹn cả nhà lúc sau, bye bye.